Rất là đều anh em ạ. Chủ máy bảo anh em test xong mình chưa cả chạy xong cuối cùng đuổi em ầm. Đấy là không được rồi. Tất cả chỉ là dối lừa thôi. Tất cả mọi người xem cái hình tượng Yến Vivu trên YouTube tất cả chỉ là giả dối. Tại sao thế? Bởi vì ở ngoài xinh hơn nhiều mà xịn hơn nhiều nhá. Eo ơi. Eo cái gì thế? Sợ quá à. Hello, chào tất cả mọi người. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Yến Vivu. Thì hôm nay đó, thấy chưa? Hôm nay Yến đang đi tập lái anh em ạ. Thường thường chỉ bảo anh em con trai thì rủ nhau đi tập lái máy bay thôi. Nhưng mà hôm nay Yến đang đi lái máy bay đấy. Không biết là có ý định ai giới tính hay không nhưng mà đang tập lái rồi. Chăm chú không? Anh em thấy học viên chăm chú không? Em cảm giác như nào khi đã được cầm lái máy bay như này? Về quá mọi người ơi. Díu. Díu lắm rồi. Không vào sát được đúng không? Em tiến lên một tí. Tiện không tiến lên mà lại lùi rồi. Đấy đúng rồi, bây giờ em kéo thẳng cứ cần gạt xuống là được. Kéo cái giữ im bên này là được. Nó khác hại cái. Cứ kéo nó xuống từ từ cảm biến này. Đấy, một pha lái thành công. Phê phê phê. Ra đi, ra hạ cánh trên tay luôn. Sao mà chém một tay đâu? Nói em ở đấy này. Nắm vào. Không, dậy đi, không dậy đi. Không dậy đi. Mới đây là cả xuống. Đây là ngang này, bắt tay đây này. Nó lên. Nó sẽ lên mà. Phải nó có một con chim của nó áp rồi đấy. Nó lên tầm đấy xong nó kiểu như coi như mặt tay của mình ở mặt đất ấy. À đấy. Cho cất cánh lên phát xong rồi bầm hạ cánh luôn. Không. Đấy, đấy tự hạ cánh, cho nó tự hạ cánh luôn. Nhưng mà từ bay ra chỗ dưới thì sao gần bụi thế? Đây, nếu mà để mình nghĩ thì cứ tầm ngang mặt đây này, này. Cầm tay nhảy. Đấy. Đặt xuống nhà nó ngắt luôn. Ngắt. Thế thế. Trời ghê. Cậu làm đúng ở đây à? Vlog lần đầu học lái máy bay các bạn ạ. 13% pin từ ạ, thay pin đã. Bây giờ mình đang làm cái thử thách là test máy quay của Yến Vivu. Đó là cầm máy chạy một vòng cho focus mặt như này. Rồi bắt đầu nha anh em nhá. Test máy anh em ơi. A few moments later. Lại còn trôn mình nữa. Máy ngon đâu. Xin đấy anh em ạ. À. Đừng mua nhá. Mua loại này chạy khổ lắm, test máy kiểu này. Nghỉ đã. Giơ tay phải ra để đỡ. Thanh niên sợ sợ. Cao bên này á. Rồi. Sao nào? Gạt xuống. Gạt cần hạ cánh xuống. Cứ gạt đi giữ im không sao. Ui chuyên nghiệp đấy. Lật luôn. Gạt lên. Đấy mà, lại hạ cánh phần nữa. để cất cánh. Cứ đứng ngang máy. Cứ hạ cho ngang người. Thanh niên đứng cái đầu cứ ngành sợ nó chém vào mặt. Đúng không? Vào đấy. Đây giữ im cái. Kéo xuống.
úp. Đấy, úp như thế nó sẽ ngắt luôn. Tự tin rồi. Thành niên. Lại lại cất cánh. Cất cánh em cầm dưới, Hùng ơi bảo cách cầm đi. Cầm cho nó bằng luôn, cầm cho máy bay bằng luôn đấy. Cầm máy bay như này nhá. Thì để... Ôm ngay vào người. Cũng chả phải ôm thôi, nó cầm nhau thì ạ. Cứ kê vào ngay đây rồi. Tôi cầm ngay nhẹ này. Cái này sát này, không cầm ra được thả ra luôn. Tùy mỗi người quen một cách. Đúng cửa gió khác không? Đây. Đây để bằng fly luôn. Này, nếu mà không phải sợ đâu. Này bạn gạt này. Tay giữ nguyên nhá. Gạt ra. Gạt cho nó khởi động cánh thôi. Thoải mái luôn. Đấy im này không ấy đâu, chỉ đẩy nhẹ lên là nó bay lên. Đấy như thế thì nó chỉ khởi động cánh thôi. Tương đối là dễ. Lại phải lấy lại à? Hạ cánh vào nữa đi cho quen. Tất cả, gần như tất cả các hãng DJI đều hạ cánh được như này. Ok. Con nào cũng thấy được. Mặt không anh thôi, mặt không anh thôi. Hết ngáo ngơ rồi. Chừng nhiều hơn cả Long. Thế rồi nó giật quạch mắt, mình thấy sót máy quá. Không sao. Để cho máy bay bằng luôn. Bằng luôn, cho nó cân bằng luôn đó. Nó ngắn nhỉ, để ngắn nhỉ tí kiểu. Sợ vướng mà, sợ gạt vào. Gạt cho nó khởi động thôi nhá. Đấy rồi. Con đấy nhai đó. Đơn giản đi thôi. Đặt lên này, đặt lên tay. Cầm này. Tay mình ừ, cầm này ngắn ngắn nhỉ. Đây gạt nhẹ cái được. Cân bằng máy bay đã. Đấy rồi. Để bằng bằng máy bay ra. Gạt rồi, gạt vào cho nó khởi động cánh thôi. Đừng có giật mình thả lại. Nó khởi động nhẹ thôi mà nó không gắt luôn mà. Rồi rồi, tôi đừng cầm tay lại, cầm tay điều khiển ra. Đưa ra xa ra, đưa xa ra, thả ra. Đó. Nó tăng tốc ga thì thế là lên được đấy. Em cứ thả tay ra khỏi thì nó sẽ tự bay lên mà. Hơi đẩy lên. Thả ra rồi đấy. Hơi đẩy nó mới lên. Nó không tự tăng ga. Cái mặt vẫn chưa hoàn hồn thì sao ấy. Đúng rồi đấy.